Xin chào các bạn trở lại với cái kênh ẩm thực của mình. Thì ngày hôm nay mình lại lang thang ở trên Thủ Dầu Một, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và đây là cái đường Cách Mạng tháng 8. Thì cái quán này nằm trên đường Cách Mạng tháng 8, nó gần với cái bến xe Bình Dương. Đấy, nó nằm ở đối diện cái số 25 Cách Mạng tháng 8, phường Chánh Nghĩa nha các bạn. Đó, thì cái quán này là bún măng vịt, rất là ngon. Đây là cái tô bún măng vịt của chúng ta đây. Nó có nước mắm gừng ớt nè, có rau nè. Đó, tô bún măng vịt này nó có măng nè, đây là cái măng này các bạn, măng ăn rất là ngon nha. Đó, măng và thịt vịt, một miếng vịt nhìn phát thèm luôn các bạn. Đó, thịt vịt này nó không có bị hôi nha, người ta đã chế biến nó rất là thơm luôn các bạn, chấm với nước mắm gừng ớt này nữa thì nó rất là tuyệt vời luôn, rất là thèm luôn các bạn. Nói chung là một tô đây chỉ có 30k thôi, nói chung là cũng giá bình dân thôi nha các bạn. Đó, có huyết nè, đó, rất là nhiều thịt vịt luôn, có huyết, có rau răm, hành phi, hành tây, có hành, và đây là bún, thì bún măng vịt mà phải có bún, sợi bún rất là mềm, đó, nước thì rất là thanh, nói chung ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Giá cũng rất là rẻ, chỉ có 30k thôi, ăn no bụng, căng bụng luôn các bạn, đó, rất là ngon luôn. Nước nè, nước rất là thanh nha, rất là tuyệt vời. Măng đó nè các bạn, măng này là vừa ăn đó, chấm với nước mắm gừng ăn rất là ngon luôn nha. Đó, rất là tuyệt vời. Mình có thể ăn kèm thêm rau nữa nè. Đấy, đây là nước của nó nhìn rất là thanh, nói chung rất là đậm đà, rất là hấp dẫn luôn. Thì đây nó có tương ớt, nước mắm, tỏi nè, nếu các bạn muốn ăn thêm mấy cái phần đó. Đây là rau răm giả đó, và rau muống, và cái kia là chuối, bào, rau muống bào, nói chung là rau nó rất là đầy đủ luôn. Ăn rau, những bạn muốn ăn rau gì thì cứ cho vô, thì ăn nhiều rau thì nó mát thôi, nó tốt cho sức khỏe các bạn. Nói chung là một tô bún măng vịt rất là tuyệt vời, nằm trên cái Thủ Dầu Một nha. Nói chung bún măng vịt cũng rất là nhiều chỗ, nhưng mà cái chỗ này thì mình ăn mình cảm thấy rất là ngon, chỉ 30 ngàn thôi. Đó, nếu các bạn có dịp cái ngang qua Thủ Dầu Một, hãy ghé cái quán này để thưởng thức cái món bún măng vịt nha. Nằm trên đường Cách Mạng tháng 8 nha. Đối diện số 25 Cách Mạng tháng 8, phường Chánh Nghĩa nha. Đấy, rất là ngon luôn. Đó, miếng thịt vịt nè, rất là thơm. Nói chung ăn vịt nó cũng rất là mềm, nó không bị dai nha, cũng không bị hôi luôn. Nói chung là rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về món ăn của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video giới thiệu về các món ăn tiếp theo của